Nhiều khi hai vợ chồng cưới nhau thì mình thường kể cho nhau nghe đó là gì? Đó là những cái mối tình đã từng trải qua. Và trong cuộc sống hàng ngày thì nhiều khi là có những cái sự vô tình nhắc lại những cái người yêu cũ. Và trong cuộc sống này có những lúc là người phụ nữ lại so sánh người chồng mình với lại những cái tình yêu trước đó. Mà nhiều khi mình lỡ miệng mình buột ra, mình lại nói những câu mà làm cho chồng cảm thấy rất là buồn. Anh chả là cái gì so với lại cái người yêu cũ của em cả, cho nên anh xem lại đi. Với những cái câu nói mình cứ nghĩ nó rất đơn giản các chị ạ. Nhưng mà đó là cái nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông. Tại vì anh ta cảm thấy rằng mình là một người chồng bản lĩnh của đàn ông, mà lại đi chê, đi trách và so sánh mình với là một người tình cũ của cô ấy. Thì đó là một điều tệ hại nhất trong cái cuộc sống hôn nhân của các chị đó các chị ạ. Thuyền không lớn sao vội ra khơi, chí không cao sao cùng thế giới.